Chuyện ma ký sự xóm trọ, tác giả Vương Bảo. Chương 1 khởi nguồn. Hồi chuông điện thoại vang lên, tôi biếng nhác nhổm người dậy, tay với lấy chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên bàn, cẩn thận ấn nút rồi áp máy vào tai. Alo, tao nghe nè. Mới sáng sớm mà gọi miết thế. Miết miết cái con khỉ. 9 giờ sáng rồi đấy, còn không mau lết đít lên thị trấn mau lên. Câu nói khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Tôi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, quả thật đã 9 giờ rồi. Tôi vội vã lao vào nhà tắm như vũ bão, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chào bố mẹ một tiếng, rồi đem theo hành lý. Đeo ba lô trên vai, nhảy lên chiếc cặp phóng đi. Hôm nay tôi có hẹn với một thằng bạn cùng làm chung một công ty trên thị trấn. Từ chỗ tôi lên mất cũng khoảng gần 2 tiếng đi xe. Tối hôm qua, tôi và nó đã hẹn nhau 9 giờ gặp, mà xui làm sao lại ngủ nướng đến tận giờ này. Khoảng 11 giờ thì cũng tới nơi, theo như định vị mà nó gửi tôi, thì khu trọ 53 nằm cũng gần với công ty, chỉ cách tầm 2 km. Thằng chả thấy tôi vừa tới thì vẫy tay gọi vào. Đỗ xe xong xuôi, tôi mới dọn đồ vào trong phòng trọ. Hứa hẹn cho cố vô rồi ngủ như lợn ra đấy. Hên bữa nay chưa làm việc, chứ không là bay màu cái CV ra khỏi công ty. Hi hi, em chân thành xin lỗi anh Minh. Anh là nhất. Tôi cười. Bất cần anh dùm tao cái, ngày kia là đi làm rồi đấy. Phong thái phải ra dáng một nhân viên dùm cái. Có gì lại báo nữa. Thôi đi đường cũng mệt rồi, nằm nghỉ trưa đi. Tao đi mua đồ ăn. Tôi tán thành, đợi cho thằng Minh rời đi. Tôi mới khép cửa hờ rồi ngả lưng lấy điện thoại ra lướt Facebook cho đỡ chán. Tầm 1 giờ trưa vẫn chưa thấy thằng Minh quay về. Tôi đầm lo. Vội vào danh bạ kiếm số di động của nó rồi bấm gọi đi. Chuông đổ một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng. Sao thế? Tao đang trên đường về. Thấy mày đi lâu quá nên tao lo ấy mà. Sao vậy, bộ quán đắt khách lắm sao mà đợi lâu thế? Tôi hỏi. À không, tao mua cũng không lâu lắm. Mà lúc chạy xe qua cầu thì tao thấy đám đông bu đen bu đỏ thấy sự lạ nên vào xem thế nào. Thôi để về tao kể cho nghe. Thằng Minh cúp máy. Chưa đầy 5 phút sau thì tôi nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ giòn rồi dừng hẳn. Thằng Minh cầm bọc cơm bước vào, gỡ mũ bảo hiểm rồi ngồi xổm xuống đối diện. Bản tính tò mò trỗi dậy, tay cầm hộp cơm mở ra miệng hỏi dò. Chuyện ra làm sao mà nghe có vẻ căng thế? Kể đi, tao rất muốn nghe đây. Minh gật đầu, nó bắt đầu kể lại. Chuyện là như vậy. Lúc tao mua cơm về đi ngang qua cây cầu cách khu trọ này một con đường, tao thấy người dân bu đông quá trời, nên cũng hiếu kỳ và hóng chuyện. Tao nghe một bà già kia kể lại. Là lúc giữa trưa có một thằng nhóc cùng đám bạn của nó rủ nhau tắm sông. Lúc đang tắm thì thằng nhóc bảo có ai đó đang nắm lấy chân mình. Nghĩ đám bạn đùa, nên nó có hỏi thì chẳng đứa nào nhận cả. Xong lúc lên bờ thì chỉ có thằng nhóc đấy chưa lên. Đám trẻ kia thấy bạn mình dưới sông vẫy tay thì tưởng nó trêu nên không để tâm. Ấy thế mà lúc quay lại thì không thấy nó đâu. Đám kia mới tìm đến nhà thằng nhóc hỏi thì bố mẹ nó bảo chưa thấy nó về. Đám nhóc sợ lắm, kể lại mọi chuyện với người lớn. Người ta tra ra thì mới biết thằng nhóc kia bị đuối nước. Mà trong số đám trẻ con, thằng nhóc là người bơi giỏi nhất, thế mà lại chết đuối mới lạ chứ. Xác của thằng nhóc được người ta tìm thấy. Chậc, cảnh tượng lúc ấy mày không tưởng tượng là có thật đâu. Xác nó trương phình, nước da tái xanh vì ngâm trong nước. Miệng nó há hốc như hoảng sợ lắm. Ở trên ngực của nó còn xuất hiện một cái dấu màu đen hình như vết mèo cào ấy. Nghe người ta bảo chắc là do ma ra dìm chết. Eo ơi, nghe mà rùng cả mình. Khiếp thế, thời này mà còn có ma với chả cỏ. Hồi trước tao nghe ông bà ở dưới quê kể mà có tin đâu. Ma làm gì có thật chứ. Chắc thằng nhóc đó bơi ngay vùng nước xoáy hay gì đấy, rồi mới xảy ra cơ sự như thế. Ma ra cái nỗi gì, toàn viển vông. Nghe bạn mình nhắc đến chuyện ma quỷ, tôi liền gạt phăng đi. Tối hôm đó, hai thằng chúng tôi chơi vài ván game. Đồng hồ điểm gần 11 giờ mới quyết định đi ngủ, mai còn dậy sớm chuẩn bị đi làm. Đêm đã khuya, nhưng tôi vẫn chưa tài nào chợp mắt, có lẽ do lạ chỗ. Cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng tiếng cọt kẹt phát ra từ bên ngoài cửa phòng khiến tôi khó lòng yên giấc. Giờ này đã khuya rồi, mà có người đi ra vào nhà trọ. Phiền chết đi được. Nghĩ lại thì quy định ở đây là đúng 10 giờ là chốt cửa. Tôi mở điện thoại xem đồng hồ. Đã là 0 giờ kém 7 phút. Ma suy quỷ khiến làm sao mà nhoài người dậy, hé cửa sổ đủ để đánh tầm mắt ra khoảng sân phía cửa chính. Rõ ràng chẳng có ai ra vào cả.
Tuy nhiên mắt thì rõ là thế, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng cót két như có ai đó đi trên sàn gỗ vậy. Tiếng động cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc có ai đó áp sát sau lưng tôi. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai, khiến tôi giật mình quay phắt người theo quán tính. Phù, ra là thằng Minh. Đêm hôm không ngủ mà ra đấy lóng ngóng cái gì đấy. Bị bắt quả tang, tôi luống cuống phân bùa. Không có gì. Khó ngủ nên tao ra hóng gió tí ấy mà. Thôi, về giường ngủ tiếp đi. Thế là tôi đẩy thằng Minh về giường, ấn nó nằm xuống. Tôi cũng làm theo, chùm kín chăn mà chìm sâu vào giấc. Tuy đã dễ vào giấc, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Đêm khuya vắng người vậy, thì âm thanh kia phát ra từ đâu? Tôi gạt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thôi thì chắc mình nghe nhầm vậy. Sáng hôm sau thằng Minh là người dậy sớm nhất. Nó dùng tay vỗ vào mặt tôi đôm đốp, gọi dậy sửa soạn đi làm. Tôi nhổm người, uể oải dụi dụi mắt rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ nhân viên công ty. Hôm nay thằng Minh đặc biệt đề nghị mình sẽ là người lái xe chở tôi đi làm. Thấy tôi ngẩn người ra vì ngạc nhiên, nó xua tay cười nói. Hồi đó là tao uống hơi quá chén nên mới xảy ra chuyện xíu. Bây giờ tao vẫn tỉnh táo nhé, tay lái cứng lắm, cứ yên tâm. Nói rồi chúng tôi khóa cửa phòng cẩn thận, rồi hai thằng lên chiếc xe máy phóng đi. Trời ngả về chiều, chúng tôi tan ca tạt sang quán cơm ăn lót dạ. Bà chủ quán thấy thằng Minh là khách quen nên cũng hậu đãi tôi luôn. Cơm của quán này đặc biệt ngon. Cơm dẻo ăn kèm với miếng thịt sườn nướng mật ong thì còn gì bằng. Ăn xong, chúng tôi nán lại thêm chút nữa. Bà chủ quán bưng ra hai cốc trà đá mời chúng tôi. Chỗ này gần cây cầu xảy ra vụ chết đuối hôm trước. Lúc quan sát vụ tai nạn, chợt nhớ ra sợ tôi ở nhà đói treo mỏ, nên Minh mới chạy về. Bà chủ quán cơm tuy bán quán ở đây, nhưng cũng hay ngồi lề đôi mách hóng chuyện người khác. Cho nên sự việc trưa hôm qua 10 phần thì đến 8, 9 phần rõ ràng tường tận. Minh lễ phép dò hỏi bà chủ. Dì Sáu cho con hỏi, việc trưa hôm qua có thằng bé bị đuối nước ấy, rốt cuộc thì như thế nào ạ? Cháu chỉ nghe sơ qua thôi chứ chẳng biết gì nhiều. Bị gãi đúng chỗ ngứa, bà Sáu kéo ghế ngồi xuống bàn chúng tôi nhỏ giọng nói. Để dì kể cho mà nghe. Hôm qua thằng nhóc đó bị đuối nước, người ta mang nó lên bờ sơ cứu, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Kỳ lạ ở chỗ trên ngực của nó, chính xác là bên trái, có hằn lên một cái bớt màu đen kịt hình như vết mèo cào ấy. Gia đình thằng nhóc mới mời thầy về xem, thì thầy phán rằng nó bị ma ra kéo chân. Như vậy hành động vẫy tay trước khi chết là tín hiệu cầu cứu. Tôi thắc mắc. Chính phải, ông thầy còn bảo con sông này xưa kia từng là nơi chôn thi hài của rất nhiều người lính thời chiến. Xác chết ăn sâu xuống hòa với đất sông. Oán khí nặng nên ai yếu bóng vía mà đi qua dễ bị dụ lắm. Này, hai đứa đi qua phải cẩn thận nhé. Cuộc trò chuyện vừa dứt, chúng tôi cũng đi về nhà trọ. Lúc đỗ xe xong xuôi đâu đấy, tôi đi trước còn thằng Minh theo sau. Cả hai đứa tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Phía trước là bà Ánh chủ nhà trọ, tay cầm bó nhang khấn vái giáp tất cả các phòng. Lúc rời đi bắt gặp hai đứa tôi, bà Ánh đưa cho hai tấm giấy vàng có viết dòng chữ kỳ lạ bằng mực đỏ, bà bảo. Cái này là bùa trừ tà cầu bình an. Hai đứa về dán ở cửa phòng với dưới gầm giường. Công hiệu lắm đấy. Không để chúng tôi kịp lên tiếng, bà ta đã vội vã nhấc gót. Đợi bóng bà chủ khuất hẳn tôi mới thở dài, nói. Mê tín dị đoan, trừ tà ma, cầu bình an gì chứ? Vớ vẩn thật. Này còn chuyện thằng nhóc chết đuối ấy. Tao nghe mà thấy 10 phần là bị đặt ra rồi. Ma quỷ, chẳng biết mọi người thị trấn này làm sao ấy nhỉ? Tôi bỏ vào trong, mặc cho thằng bạn đứng tần ngần ra đấy. Tầm 2 phút sau, Minh nó mới vào trong. Nhìn sắc mặt nó lạ lắm, cứ u ám thế nào ấy. Minh đóng sập cửa lại, ngồi xuống cạnh tôi nói. Hoàng này, tao cần cùng mày xác minh một chuyện. Xác nhận? Xác nhận cái gì cơ? Tôi thắc mắc vặn hỏi. Thằng Minh trầm ngâm nói. Lúc trưa chú của nó có gọi điện bảo sẽ đến thị trấn này xử lý vụ chết đuối do ma già kéo chân mà ông ấy được sự ủy thác từ một người bạn cũng hành nghề đạo pháp, nhưng bận việc. Khuya hôm nay, ông ấy sẽ làm lễ dẫn hồn về nhà. Chú thằng Minh biết, nó cũng làm việc ở đây hỏi nó ở khu nào. Nó trả lời ngay, khu B gần công ty H cũng khá lớn và có tiếng tăm. Nghe cũng gần chỗ, lại ngặt vì không có ai theo phụ giúp, nên ông bảo nó khoảng 9 giờ tối sang chỗ xảy ra tai nạn. Dĩ nhiên là xin cho tôi đi theo cùng. Tôi nghe thế thì cũng lấy làm hứng thú. Từ lúc sinh ra cho đến nay, có thấy ma quỷ hình dáng ra thế nào đâu. Đây có lẽ là cơ hội tốt để trải nghiệm.
Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng bản thân tôi cũng không tin chuyện siêu nhiên có thật trên đời. Đêm hôm ấy, đồng hồ điểm 9 giờ kém 5 phút. Hai thằng chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, đâu đấy, phóng xe đến điểm hẹn. Đến gần cây cầu nơi xảy ra vụ đuối nước, tôi thấy có gia đình nạn nhân và một người đàn ông tuổi chạc bố tôi, 50 tuổi, ăn mặc một bộ đồ có màu trắng như đồ tang, nhưng lại nổi bật hơn bởi những dòng chú văn trên đó. Tôi đoán đó là chú của thằng Minh. Theo lời của nó, thì chú nó tên Lâm, hành nghề trừ tà, nhưng ít khi đi đây đó hành đạo. Lần này được sự nhờ cậy của một người bạn thân thiết trong nghề, ông mới nhận lời giúp. Chúng tôi đỗ xe rồi, tiến tới lễ phép chào gia đình nạn nhân và ông Lâm một tiếng. Ông Lâm gật gật đầu vui vẻ, nói: "Thời điểm hiện tại chỉ đứng ở đây mà quan sát động tĩnh thôi. 10 giờ mới là thời điểm thích hợp để làm lễ. Hai đứa phụ ta bày mâm lễ nhé." Nói rồi ông Lâm phân phó công việc. Tôi phụ trách phần bày biện đồ lễ, gồm có một con gà luộc, bánh kẹo, hoa quả. Còn thằng Minh thì chuẩn bị nhang đèn. Tất cả đều đã chuẩn bị hết thảy. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, ông Lâm có giải thích rằng ma gia là theo dân gian gọi dùng để chỉ những linh hồn của những người chết do bị đuối nước. Theo quan niệm của người xưa, những linh hồn chết do đuối nước mà nhiều người vẫn hay gọi là ma gia không thể siêu thoát được. Do đó, cứ từ ngày này qua tháng nọ, chúng ở mãi bên dưới dòng nước lạnh. Những ai bơi dưới dòng sông vắng người lai vãng hay nhiều người chết đều sẽ bị chúng kéo chân dìm cho chết đuối. Đó chính là thế mạng. Tôi thắc mắc. Cháu từng nghe bà nội kể lại rằng người bị ma gia kéo chân thì rất khó để tìm thấy xác. Thế nhưng thằng bé này lại dễ dàng tìm xác như thế. Liệu có phải là tai nạn ngoài ý muốn? Ông Lâm cười hiền, giải đáp. Câu hỏi rất hay. Quan niệm dân gian thì đúng thật là người bị ma gia kéo chân sẽ khó tìm thấy xác, cần phải làm lễ xin xác mới may ra. Trường hợp của thằng bé này, theo ta cảm nhận con ma gia này chỉ mới chết không lâu nên uy lực chưa đủ mạnh, đã gây nghiệt oán như thế. Theo như lời của mẹ thằng bé, thì cách đây tầm một tháng, có một gã nghiện rượu. Lúc say tinh thần không vững, đã bị ma dụ dỗ. Thành ra mới chết, không tìm thấy xác. Thằng bé này đích thị đã bị gã kéo chân. Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ khuya, ông Lâm ngồi xuống xếp bằng. Trước mặt là bàn lễ cúng, hai đứa chúng tôi ngồi sau để giúp ông hành pháp. Trước khi hành lễ, ông Lâm có đưa bôi lên mí mắt tôi một thứ bột màu đỏ sẫm. Theo lời ông giải thích, thì đó là đất cận hòm. Khi bôi lên có thể dễ dàng nhìn thấy ma quỷ, cũng được xem như là mượn mắt của người âm. Ông Lâm chắp hai tay niệm kinh Phật, lấy ra ba nén nhang, đốt lên phe phẩy trong thinh không, miệng liên tục niệm, chú mắt vẫn nhắm nghiền. Đoạn ông hô to: "Ơi này hồn hỡi hồn ơi, nghe lời ta thỉnh mau mau trở về. Hồn này họ Nguyễn, tên Trung Sinh, ngày Quý Mão, tháng Canh Thìn, năm Canh Dần. Theo lời ta dẫn mau mau về nhà." Lời khấn vừa dứt, không gian xung quanh bắt đầu nổi gió. Lạ ở chỗ trong tiếng gió thốc lên từng cơn, tôi nghe có tiếng khóc than của rất nhiều người. Âm thanh mỗi lúc một gần như áp sát tai tôi vậy. Ở giữa lòng sông đối diện vị trí chúng tôi ngồi bắt đầu nổi lên những gợn sóng, sau lại xoay tròn theo một chiều cố định. Gợn sóng cứ thế nổi lên mãnh liệt hơn, bọt nước bắn văng tung tóe. Ngay lúc ấy, ông Lâm đứng thẳng người dậy cầm lấy chiếc thang nhỏ trên bàn, đặt nó ở mô đất gần mé con sông. Miệng tiếp tục hô: "Hồn họ Nguyễn, tên Trung Sinh, ngày Quý Mão, tháng Canh Thìn, năm Canh Dần, nghe lời ta thỉnh mau mau về nhà." Chiếc thang bắt đầu có động. Ông Lâm bảo chúng tôi buộc sợi chỉ màu đỏ vào chiếc thang rồi nối con hình nhân nằm trên bàn lễ. Ông dùng tay bắt ấn, đoạn lại cầm lấy cuộn chỉ cùng chúng tôi, từ từ kéo chiếc cầu thang lên. Tôi nhìn thấy có vô số bàn tay màu xám ngoét bám lên cầu thang, ra sức bò lên, lúc nhục hệt như dòi bò. Minh vớ lấy lá bùa trấn vong chú mình đưa cho, ấn vào đám bàn tay ấy. Một luồng ánh sáng đỏ vừa liếm tới, đám ma da đau đớn buông chiếc thang ra, thu mình lại về dưới lòng sông. Từ lúc ấy, mọi sự mới diễn ra suôn sẻ. Kéo lên thành công, tôi quan sát, thấy có một luồng khói màu trắng toát bay vào con hình nhân. Tôi hỏi thằng bạn đứng kế bên thì nó bảo là hồn phách của đứa bé. Chúng tôi được mời vào nhà của gia đình thằng bé. Ông Lâm bảo sẽ làm nghi thức nhập hồn để thân nhân trò chuyện cùng người đã khuất. Và nghi thức lần này thằng Minh sẽ là người cho mượn thể xác. Con hình nhân trong lễ dẫn hồn lúc nãy được ông ký gửi vào lá bùa,
đốt lên hòa chung với một chén nước có màu vàng mỡ gà đưa mình uống. Thứ chất lỏng vừa trôi tuột trong cuống họng, thằng Minh lập tức co giật liên hồi. Tôi thấy làn da nó tái xanh như xác chết, miệng u ớ như muốn nói gì đó. Chậc, ta quên mất phải khai khẩu cho vong linh. Ông Lâm rút ra một đạo phù chú kẹp giữa hai ngón tay miệng lầm nhầm chú, rồi vo tròn đặt vào miệng của thằng Minh. Nhiều lắm. Nhiều người lắm. Bố mẹ ơi, con sợ. Thằng Minh nói, tiếng trong veo như trẻ con, mắt nó long lên sòng sọc lại có chút gì đó sợ hãi lắm. Bố mẹ đây. Hức hức hu hu, sao con lại cãi lời bố mẹ mà ra nông nỗi như này hả con? Người phụ nữ là mẹ thằng bé khóc nấc lên. Con xin lỗi. Là do con ham chơi nên mới bị như vậy. Lúc ấy con tắm sông đang đi lên bờ thì có một người đàn ông giữ chân con lại. Ông ta là Sa Diệu, người vừa mất một tháng trước. Thằng bé trong thân xác mình đáp. Bố mẹ thương con hơn bao giờ hết. Con muốn điều gì, bố mẹ sẽ làm. Con muốn, bố mẹ sẽ mãi mãi, vui vẻ. Luôn yêu thương con. Con không đòi hỏi gì. Bố mẹ hứa với con. Con hãy yên lòng ra đi thanh thản nhé. Người bố cũng rơi nước mắt xoa đầu thằng bé. Thằng bé mỉm cười, lại quay sang ông Lâm nói. Con muốn ở lại đây với bố mẹ, có được không ạ? Không được, việc vong linh trú ngụ trong nhà tất sẽ sinh ra chuyện quỷ sự. Nếu cháu muốn thì chỉ còn cách gửi cháu lên chùa hướng Phật cầu bình an cho bố mẹ. Ông lắc đầu giảng giải. Nói rồi, thân hình thằng Minh đổ sập xuống nền đất. Tôi hoảng hốt đỡ bạn dậy, kiểm tra hơi thở của nó. Phù, không sao, nó vẫn còn thở. Tầm 5 phút sau thì nó tỉnh. Nó bảo bỗng dưng thấy đầu ong lên, người nặng trĩu. Tuy nhìn thấy được người trước mặt, nhưng lời nói lẫn cử chỉ đều không theo sự điều khiển của não bộ. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại công ty tiếp tục làm việc. Do tối hôm qua thức khuya lại vận động chân tay, nên cũng có mấy phần mệt mỏi. Có tập trung mấy cũng không được. Chị Giang quản lý thấy chúng tôi uể oải như thế, thì mua cho 2 ly cà phê. Quả nhiên uống xong thì tỉnh táo hẳn ra. Từ sáng thức dậy, đã cảm thấy mắt hơi xốn sang như sát muối. Cầm sấp hồ sơ trên tay, đọc bỗng dưng tôi thấy mắt đau rát dữ dội, như có ngàn cây kim châm chích vào. Thằng Minh thấy vậy liền xin phép chị quản lý về sớm. Chúng tôi đi đến viện khám. Bác sĩ bảo mắt tôi chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần nhỏ thuốc đúng cữ sẽ khỏi. Tối hôm ấy mắt tôi khỏi hẳn. Không còn cảm giác đau nhức nữa. Tuyệt nhiên tôi đã nhìn thấy những thứ mà người thường chẳng thấy được. Thằng Minh đèo tôi về trọ. Tới nơi nó đỡ tôi ngồi xuống, rồi đưa tay rút ra chiếc điện thoại trong túi quần. Minh tra danh bạ tìm thấy số của chú mình thì ấn gọi. Đổ chuông một hồi lâu sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng. Cháu gọi chú có chuyện gì thế? Dạ, tối hôm qua chú có bôi lên mắt bạn cháu cái sáp. Sáng nay nó bảo mắt đau rát lắm, mở cũng chẳng lên. Tụi cháu có đi viện kiểm tra thì bác sĩ bảo chẳng có vấn đề gì. Liệu chuyện này là sao ạ? Ông Lâm đáp, không sao đâu, chỉ là chút tác dụng phụ do sử dụng sáp thôi. Tạm thời cứ băng mắt lại, tránh ánh sáng khoảng vài giờ sẽ khỏi. Nói rồi ông Lâm cúp máy để lại Minh chìm đắm trong suy tư. Tôi ngồi tựa người trên ghế nghe cuộc trò chuyện mà chả hiểu cái mô tê gì sất. Vậy là tôi phải làm người mù từ giờ đến tối ư? Minh thấy tôi có vẻ lo lắng thì nhỏ giọng trấn an. Tạm thời tao sẽ băng mắt mày lại, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Để xíu nữa tao kiếm chút gì đó cho mày ăn. Chậc, để mày tin trên đời này có ma đành hy sinh một xíu vậy. Tôi nói dường như hét lên. Cái gì mà một xíu? Mày nói như nhẹ chuyện lắm vậy. Tạm thời thì mắt tao đỡ rát rồi, nhưng vẫn khó mở mắt ra được. Nhỡ tao mù luôn rồi sao? Cái thằng, mày làm quá vấn đề lên thế. Khoảng 7 giờ tối, tháo băng ra là nhìn thấy được ấy mà. Mày nói đấy nhé, tao mà mù thật mày phải lo cho tao cả đời đấy. Minh không nói gì, chỉ lặng lặng cầm chiếc hộp y tế, lấy ra một băng gạc quấn quanh che mắt tránh ánh sáng. Quả nhiên, đúng như lời nó nói, khoảng 6 rưỡi tối khi tháo băng, tôi có thể dần thấy được cảnh vật xung quanh. Lúc chiều tôi có hơi nặng lời với bạn. Chắc nó buồn lắm. Này, hồi chiều tao sợ quá hóa rổ, nói nặng lời. Cho tao xin lỗi nha. Chậc, có gì đâu, gặp tao thì cũng hoảng loạn không kém. Thôi ăn đi, còn nóng đấy. Minh đẩy hộp cơm gà về phía tôi và giục ăn. Xong nó cũng nhanh chóng dùng hộp còn lại. Thằng bạn này tốt với tôi như thế vậy mà trong lúc hoảng loạn đã gắt lên. Tuy đã xin lỗi, nhưng tôi vẫn cứ áy náy thế nào. Đêm hôm ấy, chúng tôi lên giường từ sớm. Mới độ 9 rưỡi đã tắt đèn tối thui. Tôi trằn trọc chưa vào giấc được, trong khi thằng kế bên đã ngáy o o như lợn. Tôi cũng cố chợt mắt. Cọt kẹt, cọt kẹt.
Lại tiếng động đó, tôi nhổm người mở toang cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Các phòng trọ đều tối đèn, vậy chắc là chó mèo gây ra tiếng động rồi. Nắm lấy cánh cửa toang khép lại, tôi bỗng chết sững khi thấy một cái bóng trắng tóc tai xuề xòa khập khiễng bước đi. Thoát cái đã không thấy đâu nữa. Kỳ lạ thật. Tôi cố kìm nén nỗi sợ xuống cẩn thận khép cửa sổ lại, quay người tiến về giường ngủ. Khi đã yên vị trên giường, tôi đắp chăn, miệng lầm bầm niệm Phật. Sột soạt, sột soạt. Có cái gì đó đang bò trên nền đất, nhưng tôi mặc kệ mà ngủ tiếp. Bỗng từ đâu có bàn tay chộp lấy chân tôi, hơi lạnh truyền đến khi người tôi run cầm cập. Mẹ ơi, có ma kìa, hàng chính hãng luôn. Anh gì ơi, giúp tôi. Không, không. Tôi choàng tỉnh, vô tình hét lên một tiếng. Thằng Minh nằm kế bên nghe động tĩnh cũng nhổm dậy xem. Con mọ nó, mày có để yên cho người khác ngủ không? Minh khẽ gắt. Này sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng à? À, không có gì đâu, đừng bận tâm. Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi hỏi, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Mới 3:30 sáng thôi. Ngủ tiếp đi, sáng dậy còn đi làm. Nó bảo rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi nghiền ngẫm về giấc mơ mới gặp. Đây là giấc mơ cái quái gì đây chứ? Tan ca ngày hôm sau, thằng Minh bảo có công việc phải đến nhà chú nó, nên tối nay sẽ ngủ nhờ ở đó luôn. Tôi đề nghị sẽ chở đi, nhưng nó từ chối. Thế là tôi tự về một mình. Tối hôm ấy, dùng xong phần cơm, tôi leo lên giường đọc sách. Mải đọc mà quên giờ quên giấc, đến khi nhận ra thì đã quá 10:30 tối. Một luồng gió lạnh từ khung cửa sổ hắt vào mặt khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm ấy, tôi lại nằm mộng. Nơi tôi đang đứng là một căn phòng trọ, gần giống với phòng tôi đang thuê. Xung quanh phòng treo những thứ toàn cho nữ dùng. Trong phút chốc, một bóng dáng yêu kiều bước vào, là một cô gái. Tuyệt nhiên cô ấy chẳng nhìn thấy tôi. Cô ta bước đi từng bước nặng nhọc, đầu tóc rối như tơ vò. Ánh điện lờ mờ từ nhà vệ sinh hắt ra, tôi mới nhìn rõ một gương mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng hình trái tim thoa chút son môi màu hồng đào. Trên gương mặt khả ái, những giọt lệ cứ rơi lã chã. Cảnh tượng ấy khiến tôi có chút động lòng. Cô gái bắt chiếc ghế gỗ đặt giữa sàn nhà, lại lấy trong tủ quần áo ra một sợi dây dù mảnh treo lên một cây móc ở gần khung cửa sổ. Cẩn thận thắt dây chừa một khoảng hơi hình tròn. Cô bước lên chiếc ghế, đưa cổ mình vào chiếc thòng lọng. Tôi lao tới can ngăn, nhưng tay lại không thể sờ vào bất cứ thứ gì. Cạch một cái, chiếc ghế bật ra, chiếc lòng lọng siết chặt vào cổ, khiến cô gái cảm thấy khó thở. Một khắc sau chỉ còn lại một cái xác không hồn. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững. Tôi đưa tay bịt miệng ngăn không cho mình hét lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao cô gái ấy lại tự vẫn, còn bản thân lại chẳng thể làm gì? Cảm giác cứ như chính tôi là kẻ sát nhân giết chết cô ấy vậy, thật khủng khiếp. Thứ lôi tôi về với thực tại là tiếng chuông điện thoại. Tôi với tay cầm lấy, trên khóe mắt vẫn đọng lại một ít nước. Tôi nhấn nút rồi áp vào tai lắng nghe. Đầu dây bên kia lên tiếng trước. Alo, xíu nữa tao về tới. Mày sửa soạn đi rồi tao đưa lên công ty luôn. Tao biết rồi. Tôi đáp, giọng lạc hẳn đi. Mình nghe giọng tôi hơi lạ, cố dò hỏi. Làm sao đấy? Tao nghe giọng mày hôm nay sao sao ấy. Không có gì đâu. Tôi hơi ngập ngừng. Minh à, tao muốn kể với mày chuyện này. Khi nào tiện sẽ nói rõ. Nói xong tôi cúp máy, dùng mu bàn tay quệt nước mắt mới đứng dậy đi chuẩn bị. Ngày mai là cuối tuần, nên chúng tôi đều rảnh. Buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi mua tạm 2 ổ bánh mì thịt ăn lót dạ. Về đến phòng trọ, thấy nét mặt tôi có vẻ không được tốt, thằng Minh vỗ vai. Hôm nay làm sao đấy? Nhìn mày cứ như thằng nghiện ấy. Minh à, tao. Hai, được rồi, có gì từ từ nói. Minh đứng dậy đi rót chút nước. Dúi ly nước vào tay, nó ngồi xuống phía đối diện chờ đợi. Tôi cầm ly nước uống một ngụm bình tĩnh trở lại. Tôi thở dài nói. Hai đêm rồi, tao đều nằm mơ thấy ác mộng mà giấc mơ lại cùng một người mày ạ. Đêm hôm kia, tao nhìn thấy một cô gái cổ đeo chiếc thòng lòng cầu xin tao giúp đỡ. Còn hôm qua thì chính tao chứng kiến cái chết của cô ấy. Tại sao lại cần tao giúp? Chuyện hiển nhiên rồi. Hôm qua chú tao có nói mày sử dụng sáp vô tình mở mắt âm có thể nhìn thấy mà. Vì mày có mắt âm nên chỉ có mày mới nhìn thấy được cô ta. Yên tâm, tao sẽ giúp mày. Mắt âm. Mày luyên thuyên cái quái gì đấy? Chú tao giải thích, từ hôm mày bôi cái sáp ấy lên mắt thì mày đã khai nhãn. Từ khi sinh ra, mày đã có năng lực tiềm ẩn, nhưng chưa được khai quang ra mà thôi. Sự việc dẫn hồn mấy hôm trước vô tình đã mở năng lực của mày ra.
Dĩ nhiên là mày dễ dàng thấy được hồn ma của cô gái kia. Mày cũng theo chú mày hành pháp còn gì, bộ mày không thấy ma à? Tôi hỏi. Minh lắc đầu. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma, mắt âm dương, giống mày. Bản thân tao cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng tao tin ma quỷ thật sự tồn tại trên đời. Ngày mai là cuối tuần rồi, nếu như mày không ngại, thì khuya mai sẽ làm lễ tiếp âm luôn, có được không? Oan khiên phải giải, tao không thể sống trong sợ hãi, không dám đối diện với sự thật được. Thôi được rồi, khuya mai tao sẽ cùng mày giải quyết nốt chuyện này vậy. Như ý định từ trước, tầm khuya ngày hôm sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong vật dụng cần thiết cho buổi tiếp âm. Đương nhiên, Minh sẽ là người duy trì nghi lễ. Trước kia nó có theo chú đi hành pháp, nên cũng biết được ít nhiều. Tôi có thể yên tâm tin tưởng nó vài phần. Minh thắp một ngọn nến đặt gần vị trí chúng tôi ngồi. Đoạn nó cắm một nén nhang vào lon gạo đặt cạnh cây nến. Xong xuôi, nó bảo tôi ngồi xếp bằng thả lỏng người ra. Rồi chính nó cũng làm điều tương tự. Minh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ khuya, nghi lễ có thể thực hiện được rồi. Nó đọc bài chú, chất giọng đều đều, tôi nghe mà sởn gai ốc. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, đến đây đàm đạo chuyện đời trần gian, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ. Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ treo lời, hồn về ẻo lả chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Một làn gió lạnh thốc vào người khiến tôi rùng mình, mặc dù đã đóng kín cửa. Có lẽ thứ gì đó đang đến. Theo như tôi được biết thì gọi hồn, người ta sẽ sử dụng một bàn cầu cơ cùng một đồng xu gọi là con cờ. Khi đồng xu di chuyển theo từng con chữ, con số, cần một người nữa bên ngoài quan sát và ghi chép lại như chơi nối chữ. Tuy nhiên cách của thằng Minh lại hoàn toàn xa lạ. Minh đọc xong chú văn thì cầm tờ giấy nhìn qua hàng chữ viết trên đó, rồi đốt cháy tờ giấy bằng ngọn nến. Nó lẩm rẩm trong miệng điều gì mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi không nhìn thấy thằng Minh ở đâu nữa. Tôi hoảng loạn nhìn ráo rác xung quanh, lòng sợ hãi tột đổ. Chẳng lẽ nó lừa tôi chơi cái trò quỷ quái này rồi trốn đi, để mình tôi ở lại lãnh hậu quả. Đang lúc tâm trí rối một mớ bòng bong, từ thinh không, giọng thằng Minh vang lên rõ mồn một. Đừng sợ, tao vẫn ở đây. Hiện tại mày đang trong âm giới, cảnh vật xung quanh vẫn hệt như bình thường. Sợ dĩ mày không nhìn thấy tao, bởi vì tao không thể cùng mày vào đó được, chỉ đành ở ngoài hỗ trợ mày thôi. Như ý định từ trước, tầm khuya ngày hôm sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong vật dụng cần thiết cho buổi tiếp âm. Đương nhiên, Minh sẽ là người duy trì nghi lễ. Trước kia nó có theo chú đi hành pháp, nên cũng biết được ít nhiều. Tôi có thể yên tâm tin tưởng nó vài phần. Minh thắp một ngọn nến đặt gần vị trí chúng tôi ngồi. Đoạn nó cắm một nén nhang vào lon gạo đặt cạnh cây nến. Xong xuôi, nó bảo tôi ngồi xếp bằng thả lỏng người ra. Rồi chính nó cũng làm điều tương tự. Minh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ khuya, nghi lễ có thể thực hiện được rồi. Nó đọc bài chú, chất giọng đều đều, tôi nghe mà sởn gai ốc. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, đến đây đàm đạo chuyện đời trần gian, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ. Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ treo lời, hồn về ẻo lả chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Một làn gió lạnh thốc vào người khiến tôi rùng mình, mặc dù đã đóng kín cửa. Có lẽ thứ gì đó đang đến. Theo như tôi được biết thì gọi hồn, người ta sẽ sử dụng một bàn cầu cơ cùng một đồng xu gọi là con cờ. Khi đồng xu di chuyển theo từng con chữ, con số, cần một người nữa bên ngoài quan sát và ghi chép lại như chơi nối chữ. Tuy nhiên cách của thằng Minh lại hoàn toàn xa lạ. Minh đọc xong chú văn thì cầm tờ giấy nhìn qua hàng chữ viết trên đó, rồi đốt cháy tờ giấy bằng ngọn nến. Nó lẩm rẩm trong miệng điều gì mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi không nhìn thấy thằng Minh ở đâu nữa. Tôi hoảng loạn nhìn ráo rác xung quanh, lòng sợ hãi tột đổ. Chẳng lẽ nó lừa tôi chơi cái trò quỷ quái này rồi trốn đi, để mình tôi ở lại lãnh hậu quả. Đang lúc tâm trí rối một mớ bòng bong, từ thinh không, giọng thằng Minh vang lên rõ mồn một. Đừng sợ, tao vẫn ở đây.
Hiện tại mày đang trong âm giới, cảnh vật xung quanh vẫn hệt như bình thường. Sợ dĩ mày không nhìn thấy tao, bởi vì tao không thể cùng mày vào đó được, chỉ đành ở ngoài hỗ trợ mày thôi. Còn lại mấy anh giải quyết nhé, con này trông vậy mà cũng ngon lành lắm đấy chứ. Đám nam sinh nghe thế thì thú tính trong lòng nổi dậy đạt đến cực điểm. Chúng thi nhau cưỡng bức Hương, cô vùng vẫy toàn thoát ra nhưng cũng đành bất lực phó thác cho chúng. Đám nam sinh thực hiện xong sở thích đồi bại thì quăng lại cho Hương cùng một vị thuốc tránh thai. Cô uất ức khóc lên từng tiếng như xé lòng. Khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chết phức đi cho xong. Nỗi đau đớn tủi nhục này, ai thấu hiểu cho cô chứ? Chị Hương kể lại, khóc nấc lên theo từng câu nói. Tôi giận dữ, đấm tay xuống nền đất. Lũ khốn nạn mất hết nhân tính, đúng là cầm thú cũng không bằng. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt, lòng dấy lên sự thương cảm cùng cực. Tôi nói vài câu an ủi chị ấy, đợi cho chị Hương qua cơn xúc động mới dám lên tiếng hỏi tiếp. Thế thì sau đó, tại sao chị lại thuê trọ rồi đến bước đường cùng này? Khi bố mẹ tôi hay tin, họ giận dữ lắm, lại không thèm truy cứu trách nhiệm cho đám nam sinh kia, mà chỉ chửi mắng một mình tôi. Sự việc ấy như giọt nước tràn ly, bố mẹ gông cổ đuổi tôi ra khỏi nhà mặc tôi phiêu bạt nơi nào. Trong gia đình không phải tôi là con một, tôi còn có đứa em trai. Bố mẹ tôi rất cưng chiều nó, chứ không như tôi nhận lại tất cả chỉ là sự ghẻ lạnh. Tuy nhiên đứa em này rất hiểu chuyện. Rất nhiều lần nó bênh vực cho tôi, và tối nào nó cũng sang phòng tôi để an ủi. Tôi cũng vui mừng khi ít nhất còn có một người chịu thông cảm và hiểu cho tôi. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, nó cầu xin bố mẹ hết lời nhưng cũng bất thành. Số tiền ít ỏi trong tay, Hương gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô phải nhanh chóng tìm được một công việc ổn định đủ để sống qua ngày. Đi ngang qua một quán cà phê quy mô cũng khá lớn, Hương bước vào quầy tiếp tân. Một cậu thanh niên tuổi chừng 25 nghênh đón chị. Qua cuộc trò chuyện, bản thân cậu cũng thêm phần đồng cảm với số phận đáng thương của Hương. Đang trò chuyện hồi lâu sau, một gã đàn ông phốp pháp, ăn mặc thanh lịch đến gần. Nhận ra chủ, cậu thanh niên cúi đầu chào rồi xoay qua giới thiệu sơ lược cho Hương về ông ta. Gã đàn ông quét mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi cười hiền. Cô đây, trông cũng ưa nhìn lắm. Thôi được rồi, ta nhận cô vào làm việc nhé, lương một tháng 4,5 triệu. Cô đồng ý chứ? Dạ, cháu đồng ý ạ. Cháu cảm ơn bác đã nhận cháu. Hương lễ phép đáp. Hừ, tối nay có ca, cô đi làm luôn nhé. Không để cho Hương kịp trả lời, gã đàn ông đã quay người chậm rãi bước đi. Như vậy là từ nay cô đã có việc làm ổn định rồi. Chỗ ở cũng đã thuê trước đó với số tiền Hương mang theo. Ngay tối hôm ấy, Hương thay bộ đồng phục của quán. Cô đến quán cà phê, lúc này cũng thưa khách. Ở bàn tiếp tân cũng là cậu thanh niên cô gặp hồi sáng. Cậu cũng trực ca đêm hả? Dạ, dù sao em cũng không có việc gì, nên thời gian rảnh em đều ở đây. Uầy, siêng thế, em giỏi thật. Cậu thanh niên với lấy cốc nước vừa mới rót đưa cho Hương. Cô nhận lấy, gật đầu cảm ơn, rồi dốc một hơi cạn sạch. Thứ chất lỏng trong suốt vừa trôi tuột khỏi miệng. Hương cảm thấy người mình nóng rực cả lên, đầu có hơi choáng váng, mắt hoa cả lên. Cậu thanh niên trông thấy thì đỡ lấy cô, dìu cô vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Lúc quay người rời đi, cậu còn bảo. Chắc mấy nay chị trúng gió rồi cảm rồi ấy. Chị cứ nghỉ một lát đi nhé, khi nào khỏe thì ra hãy làm việc. Hương gật đầu cái rụp rồi lăn đùng ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cô cảm thấy mình còn có chút mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn nhiều với lúc trước. Một làn gió lùa qua chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Khi thần trí đã tỉnh táo, cô hoảng hốt khi thấy người mình trần truồng trên giường. Ngay bên cạnh là gã đàn ông chủ quán nhận cô vào làm việc. Hi hi, tỉnh rồi hả? Chậc, dáng vóc cô em ngon đó. Ông đây hành sự cũng cảm thấy sung sức hơn đấy chứ. Ha ha ha, gã đàn ông mặc quần áo lại tử tế, lại bảo. Không cần lo đâu, xíu thằng Thanh nó đưa cho cô vì thuốc tránh thai ấy mà. Yên tâm, có gì thì ông đây sẽ chiếu cố thêm. Ha ha ha, đồ khốn nạn mất nhân tính, cầm thú không bằng. Hương xấu hổ pha lẫn sự thù địch hét vào mắt đối phương. Vậy thì sao? Dù sao ta cũng đã lỡ với cô em rồi. Hà hà. Thôi ông đi đây, mai đến sớm nhé. Gã đàn ông đi rồi, Hương cúi gằm mặt xuống khóc nức nở. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công đến thế. Hết lần này đến lần khác bị làm nhục. Vậy thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Hương trở về phòng trọ, treo sợi dây thừng lên móc, rồi bản thân cũng lên
chiếc ghế, đưa đầu vào thòng lọng. Ngay lúc nội tâm đấu tranh dữ dội, cô quyết định mình phải sống tiếp để vạch tội gã đàn ông đốn mặt kia. Cô toan bước chân xuống thì một giọng nói từ đâu thúc giục. Chết đi, hãy chết đi, mày sống cũng có ích gì. Ra đời cũng bị xã hội dè bỉu mà thôi. Mày nghĩ đủ bằng chứng để tố cáo gã kia? Một lực đẩy khiến cho chiếc ghế gỗ ngã bật ra sàn nhà. Hương hoảng sợ tìm cách thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì thòng lọng càng siết chặt hơn. Hơi thở cuối cùng rời khỏi thể xác, Hương bất động lơ lửng giữa phòng. Vậy ra, chị không muốn tự vẫn? Đúng vậy, tôi đã có quyết định riêng của mình, nhưng có thế lực nào đó đã cố giết chết tôi bằng mọi giá. Linh hồn tôi lang thang ở khu trọ này và biết được một sự thật rằng khu trọ này đích thực bị tà ám. Ai đến đây thuê trọ đều gặp chuyện bất trắc cả. Vậy tiếng động em nghe thấy hàng đêm chẳng phải là chị tạo ra sao? Không phải tôi, mà là vong hồn của ác nữ kia. Chị Hương nghiêm giọng đáp. Bản thân anh có thể nhìn thấy được ma, vậy thì anh có thể tra ra bí mật của khu trọ này không? Nhưng bằng cách nào cơ ạ? Bản thân anh sẽ biết được. Tôi tin là vậy. Thời gian không còn nhiều nữa, anh có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi được không? Được, chị cứ nói. Anh hãy mang cho cốt của tôi về với gia đình. Địa điểm anh cứ tìm một người đàn ông tên Lâm sẽ rõ. Nói rồi chị Hương biến mất. Tôi cũng bị một lực hút kéo về với thực tại. Thằng Minh thấy tôi đã về thì mừng lắm. Chưa kịp hỏi han, tôi đã ngắt ngang lời nói. Nhà trọ này bị tà ám rồi. Vài ngày sau, cuộc sống của chúng tôi yên ổn, không còn bị quấy nhiễu bởi thế lực tà ma nào. Đêm đến tôi cũng ngủ ngon giấc hơn, không mộng mị linh tinh nữa. Thời điểm ấy, tính tình thằng Minh thay đổi hẳn. Nó không còn vui vẻ hòa đồng như trước, mà chỉ ù lì, trầm tính ít nói. Tôi kể với nó mọi chuyện buổi gọi hồn về bí mật trong khu trọ này. Nghe lời đề nghị của tôi, nó cũng đồng ý giúp luôn. Dạo này sao tao thấy mày có vẻ cục cằn, lại ít nói hẳn, mày bị gì sao? Tôi hỏi dò. Không, không có gì đâu. Chỉ là dạo này công việc nhiều quá, nên có phần căng thẳng ấy mà. Còn vụ ở khu này, mày đã có dự tính gì chưa? Tôi gật đầu, đáp trước mắt thì tao sẽ theo dõi hành tung của bà Ánh chủ trọ. Hành tung của bà ta quá đỗi kỳ quái, khi không lại đưa cho chúng ta bùa phép làm gì. Mày nghĩ thế nào? Minh trầm tư, nhỏ giọng nói. Tao có đem lá bùa cho chú tao xem, chú tao bảo đây là bùa trừ tà ma, chẳng phải cầu bình an như lời bà ta nói. Điểm này khiến tao nghi ngờ, liệu bà chủ trọ kia có phải là kẻ đã gây ra oan nghiệt khiến khu này bị ma ám hay không? Mày nói chí phải, khi nào đủ bằng chứng, chúng ta sẽ ra mặt tố cáo bà ta vậy. 11 giờ tối, hai thằng chúng tôi đã lên giường và ngáy o o. Đang say giấc, bỗng tôi thấy nặng trĩu ở phần thân trên, hình như bị bóng đè. Hồi nhỏ tôi cũng hay bị bóng đè, nên hiện tượng này tôi không lạ gì cho lắm. Nhưng lạ thay, tay chân tôi vẫn cử động được. Dường có thứ gì đó đè nghiến ngay cổ, khiến tôi không sao thở được. Lực siết mạnh, đánh thức tôi. Tôi mở bừng mắt ra, trông thấy một bóng đen trước mặt đang ra sức bóp cổ. Tôi gượng chút lực, nâng chân đá vào đầu đối phương. Lực đá tuy không mạnh lắm, nhưng cũng vừa đủ cho người kia bị thương mà buông cổ tôi ra. Nhân lúc đối phương mất cảnh giác, tôi vùng lên vật ngã xuống. Tôi lao khỏi giường bật công tắc đèn điện lên thì dường như á khẩu. Trước mặt tôi là thằng Minh đang chống tay đứng dậy. Vậy người vừa bóp cổ tôi vừa rồi chính là nó. Mày, mày sao đấy? Không dưng lại bóp cổ tao. He he he, mày định điều tra chuyện của tao sao? Nếu mày không biết chuyện gì thì có lẽ tao sẽ tha cái mạng của mày. Nhưng sự việc đã vỡ lẽ ra đó buộc tao phải bịt miệng mày lại. Dứt lời, nó xông đến tấn công tôi, nhưng né kịp. Tôi đảo mắt xung quanh tìm vật gì đó kháng cự, thì thấy được một cây gỗ làm xào treo quần áo. Tôi cầm chắc cây gỗ trong tay, lao đến đánh vào gáy của thằng Minh. Nó gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Tôi thở hổn hển, cố trấn tĩnh bản thân lại, rồi vớ lấy chiếc điện thoại của thằng Minh, vào danh bạ tìm số của ông Lâm. Một hồi chuông dài vang lên, phải đến cuộc gọi thứ hai đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, khuya rồi còn gọi chú làm gì thế? Alo, cháu là bạn cùng phòng với Minh, là người trước đó theo phụ chú lo chuyện nhà thằng bé bị ma ra bắt ấy ạ. Dừng một thoáng, ông Lâm cười nói. À, chú nhớ rồi. Thế cháu gọi chú có gì không? Thằng Minh đâu rồi? Tôi đáp, giọng như mếu. Chú ơi giúp cháu với Minh với. Cháu đang ngủ thì thằng Minh dậy bóp cổ cháu đòi giết. Nó lạ lắm, lúc nó lên tiếng giọng nói lại eo eo giống đàn bà.
Nó không phải là bạn cháu. Trong lúc nguy cấp cháu đã đánh ngất nó đi rồi. Chú mau nghĩ cách giúp cháu với. Thôi được rồi, sáng mai chú sẽ sang đó xem thế nào. May là chú vẫn còn đang trong thị trấn. Tạm thời cháu cứ trói nó lại để đảm bảo an toàn. Còn lại để sáng mai tính tiếp. Ông Lâm nói, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Vâng, cháu biết rồi. Tôi dùng sợi dây dù trói tay chân thằng Minh lại. Kiểm tra nhịp thở của nó vẫn bình thường. Có lẽ đã ngủ say rồi. Đêm hôm ấy tôi chập mắt nhưng vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo sợ. Sáng hôm sau, như đã hẹn, ông Lâm đến phòng trọ của tôi từ rất sớm. Mới độ 6 giờ, tôi đã thấy ông chậm rãi đi vào. Ông Lâm bước vào trong xem xét tình hình. Bầu không khí có chút trùng xuống khi ông lắc đầu, bảo rằng thằng Minh bị vong ám rồi, ấn đường lộ rõ sắc đen thế kia, chắc cũng bị một khoảng thời gian. Tạm thời, ta đã đeo cho nó một vòng chuỗi có khắc chú Đại Bi, mong rằng đêm xuống sẽ không bị quấy nhiễu. Dừng một lúc, ông nói tiếp. Cái đêm chú cho hồn thằng bé kia mượn xác, có lẽ từ đó mà vong ma theo nó đòi đoạt xác nhập hồn. Chuyện này vốn dĩ trái luật nhân quả, nhưng chấp niệm của họ lại quá lớn. Cháu có chuyện này, không biết chú có muốn nghe hay không? Ông Lâm gật đầu đồng ý. Tôi đem chuyện gọi hồn vào mấy hôm trước ra kể lại tường tận. Lại nhấn mạnh chuyện về khu trọ này. Ông Lâm chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện, xong lại hỏi. Cháu bảo khu trọ 53 này bị ma ám, chính vong hồn cô gái kia là người nói cho cháu biết. Vậy thì rõ rồi, vụ này chú cũng nghe qua. Trước kia khu này từng xảy ra một chuyện rất kinh khủng, nhưng đã bị ai đó giấu nhẹm đi và âm thầm đánh lạc hướng. Nếu chú nói như vậy, thì điều nghi vấn của cháu mấy hôm nay lại đúng. Bà Ánh chủ nhà trọ đích thực là người biết rõ chuyện này hơn hết. Chúng ta đi gặp bà ta có được không? Chú sẽ có cách buộc bà ta phải nói ra. Ông Lâm nghiêm nghị đề xuất. Nếu chú đã nói thế, thì cháu không từ chối đâu ạ. Tôi mỉm cười đáp. Tôi là chú của Minh, là người đã thuê phòng trọ 302. Tôi đến đây để thăm chị chủ. Ấy ấy, không cần phải khách sáo như thế đâu. Khách đến chơi Ánh, tôi đây rất lấy làm quý. Vậy cảm phiền cho tôi hỏi chuyện này có được chứ? Ông Lâm nhìn thẳng vào mắt bà Ánh, vẻ dò xét. Bà Ánh gật đầu, ông Lâm nói tiếp. Vụ án ở nhà trọ này cách đây gần 12 năm trước, bà là người biết rõ nhất nhỉ? Các người muốn gì? Bà Ánh giận dữ, cảnh giác nhìn về phía chúng tôi. Không giấu gì chị, cháu tôi, thằng Minh bị vong ám mà chuyện này lại xảy ra khi nó sống ở đây. Thậm chí xác người đã khuất cũng chôn cất tại mảnh đất này. Tôi nói không sai chứ? Chị Ánh, tôi không biết gì hết. Các người vào nhà tôi rồi nói, nhăng nói cuội gì thế kia. Bà Ánh sợ hãi, giật lùi về sau. Ông Lâm thấy bà ta không có vẻ gì là muốn nói ra, liền lấy ra 4 triệu tiền mặt đặt trước mặt bà Ánh. Nhiêu đây có đủ để chị khai ra không? Nếu chị thành thật nói ra thì còn nhận nhiều hơn số tiền này. Thấy tiền, mắt bà Ánh sáng lên. Nhưng khi nhận ra người ta cài bẫy, lại nhăn nhó gạt đi. Tôi không cần số tiền này. Các người nghĩ đem tiền ra sẽ cạy miệng tôi được á? Giải quyết êm xuôi thì không chịu. Vậy thì Lâm, tôi đành dùng tới cái này vậy. Ông lấy trong chiếc túi nhỏ ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, đã có chút sờn cũ theo thời gian giơ nó ra trước mặt bà ta. Bà Ánh như á khẩu khi nhìn thấy chiếc vòng đó, đôi đồng tử đào liên hồi ra chiều lo sợ. Nhận ra không còn đường thoái lui, bà Ánh đành kể lại hết sự thật. 12 năm trước, chồng bà là ông Thanh có chuyến công tác dài hạn. Khi về thì cũng ít khi ở nhà cùng vợ. Đêm nào ông Thanh cũng đi biển biệt đến sáng mới về, khiến bà Ánh thoáng có nét nghi ngờ. Trong một đêm trời không trăng không sao, bà Ánh âm thầm thuê người đi cùng mình theo dõi chồng. Đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ven một con sông, bà ta nhìn thấy chồng mình ôm ấp một cô gái trạc 26 tuổi. Cơn ghen tức khiến bà Ánh mụ mị đầu óc. Bà quát lớn một tiếng, ngay lập tức đám người theo sau xông đến, đánh đập cả hai rất dã man. Hỏi ra mới biết kẻ thứ ba kia, tên là Mai Châu. Khi về đến nhà, bà Ánh vẫn chưa nguôi cơn giận. Sự việc đã quá rõ ràng. Bà cầm một chai có chứa chất lỏng trong suốt tạt vào mặt tiểu tam kia. Thứ chất lỏng đó là axit sulfuric mà đám người bà thuê mua dùm ở chợ đen. Nồng độ axit mạnh khiến lớp da mặt của cô gái nhầy nhụa, chảy xệ. Dung nhan bị hủy hoại, gương mặt khả ái xinh đẹp kia giờ đây chẳng thua loài ma quỷ là bao. Chưa dừng lại ở đó, bà Ánh tiếp tục sai người chôn sống chồng mình và tiểu tam kia. Nơi chôn,
là bãi đất trống nằm rìa ngoài dãy nhà trọ sau này. Lâu ngày, chỗ đất chôn cỏ mọc tùm bao trùm lên tất thảy, khiến ai nhìn thấy cũng tưởng là mô đất cao chứ không mảy may đến chuyện động trời kia. Câu chuyện vừa dứt, nhưng sự căm thù thể hiện trên gương mặt bà Ánh vẫn không xoay chuyển. Lỗi lầm là do người chồng kia gây ra, nhưng bà ta lại càng độc ác hơn khi chính tay hủy hoại dung nhan kẻ khác rồi chôn sống cả hai. Bà ta đích thực là một con quỷ đội lốt người. Bao nhiêu năm bí mật bị chôn vùi, tưởng chừng đâu đã êm chuyện này lại bị chúng tôi đào lại. Bà Ánh là một kẻ giết người máu lạnh, bao lâu nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông Lâm ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý, nhân lúc bà Ánh không để tâm đến thì ấn số gọi cho công an trình báo sự việc, nói rõ địa chỉ rồi cúp máy. Bà quả thật là kẻ ác nhân. Tôi bất bình kêu lên. Tôi là kẻ ác nhân, nhưng chính con tiện nhân dụ dỗ chồng tôi xứng đáng bị như vậy. Bà Ánh trừng mắt nói, gần như hét lên. Gã chồng bội bạc kìa, tôi đã từng yêu gã như thế nào, thế rồi nhận lại chỉ là sự phụ tình. Lời nói bà Ánh vừa dứt, phía công an cũng vừa đến vây bắt bà ta. Tôi đã nghĩ rằng bà ta kháng cự, nhưng không, bà ấy đã đưa tay chịu trói. Ông Lâm cũng gửi đoạn ghi âm cho phía công an và nhờ họ điều tra làm sáng tỏ vụ án. Hai người chúng tôi cùng theo bên công an lấy lời khai. Trước lúc đi, ông còn quay sang tôi nhỏ giọng nói. Ngay đêm hôm nay, chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết, chấm dứt nỗi oan nghiệt này. Ngay đêm hôm ấy, ông Lâm, tôi và cả thằng Minh đều có mặt tại buổi gọi hồn tiếp âm. Thằng Minh cũng vừa bình phục vào trưa nay, thể trạng lại tốt cho nên rất cần nó giúp đỡ trong buổi lễ. Nghi lễ cũng được thực hiện hệt như cách thằng Minh làm vài hôm trước, nhưng lần này không phải là ai bước vào cõi âm. Chính thằng bạn yêu quý này của tôi sẽ là người cho hồn mượn xác. Ông Lâm cầm tờ giấy viết sinh thần bát tự của cô gái tên Mai Châu kia. Ông châm lửa thiêu rụi tờ giấy, miệng lẩm nhẩm chú. Và một lần nữa tôi lại nghe bài chú văn gọi hồn kia. Lần này, sau khi đọc xong chú văn, ông Lâm dùng một lá bùa vàng được vo tròn nhét vào miệng thằng Minh. Tôi thấy sắc mắt nó bỗng dưng tái mét, từng đường gân đen nổi cộm lên ở hai cánh tay. Nó lẩm bẩm nói cái gì đó, nghe như là con đàn bà khốn nạn. Tao hận mày, mày dám hủy hoại dung nhan tao, tao thề không đội trời chung. Có vẻ đã mời đúng vong hồn rồi. Cô ám cháo tôi có ý đồ gì? Mai Châu, trong thân xác thằng Minh, giận dữ cất lời. Tao muốn báo thù, tao phải bâm vằm mụ đàn bà độc ác kia. Dù tao có chết, thì mụ ta cũng đừng hòng sống yên thân. Sở dĩ tao nhập vào xác của thằng oát này, bởi muốn tiếp cận mụ. Nhưng chúng mày, chính chúng mày đã ngăn cản kế hoạch của tao. Khốn nạn, chấp niệm quá lớn. Việc cô nhập hồn vào thân xác này lại mưu đồ hại người sống. Cô có biết việc làm của cô trái luật nhân quả hay không? Mai Châu cười lớn, gằn giọng. Thì đã sao? Cho dù bản thân tao có hồn siêu phách lạc cũng nhất quyết giết chết nó. Con mụ đàn bà thua loài cầm thú, mụ đàn bà sát nhân. Ông Lâm nghe thế, vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, nói tiếp. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Nếu cô thành công giết bà ta, vậy thì bà ta lại tìm đến cô để trả thù. Rồi cứ như thế, vòng xoáy hận thù cứ xoay chuyển không bao giờ dứt, đau khổ biết nhường nào. Vậy tao hỏi mày, nếu không báo thù thì tao còn làm được gì? Nỗi căm hận suốt 12 năm đã ăn sâu vào xương tủy, không thể không báo thù. Vong hồn Mai Châu ó chút dao động, nhưng vẫn giữ sự căm hận trong lòng. Phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật. Bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp. Tại sao bản thân cô không cầu xin sự giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn này? Ông cười hiền giảng giải. Câu nói của ông Lâm khiến vong hồn cô gái thoáng nét buông xuôi. Suốt mười mấy năm trời, cô ôm mối thù hận này để làm gì cơ chứ? Chỉ rước lại sự đau khổ cho chính bản thân mình. Cô không thể lún sâu vào bùn lầy của sự hận thù nữa. Có lẽ nên buông bỏ tất cả cầu xin sự an yên. Bà Ánh vốn đã chịu sự trừng phạt thích đáng cho lỗi lầm bà gây ra. Án chung thân không phải là sung sướng gì, biết bao nhiêu chuyện xảy ra thường ngày. Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, bà ta gieo nghiệp ác, ắt sẽ nhận lại quả đắng. Nếu không nghe thầy giảng giả, có lạ Mai Châu tôi đây sẽ tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi này. Vậy xin hỏi thầy, tôi cần làm gì để nhanh chóng được giải thoát? Tôi sẽ xin đem cho cốt của cô lên chùa. Ngày ngày nghe kinh Phật sẽ nhanh chóng tìm được bến an vui. Trăm sự nhờ thầy, tôi nguyện sẽ phát tâm hướng thiện. Mai Châu cúi đầu từ biệt chúng tôi. Trước khi đi, tôi còn trộm thấy một giọt nước mắt của sự giác ngộ rơi xuống.
Thân xác thằng Minh đổ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nó đang khóc sao? Không ngờ cô gái ấy lại đáng thương như vậy. Khi cho cô ấy mượn xác, chính con cảm nhận được nỗi đau sâu tận tâm can của cô ấy. Đó chính là sự dung hòa cảm xúc. Khi cháu cho cô ấy mượn xác, cảm xúc của họ, chính bản thân cháu cũng cảm nhận được nỗi đau ấy như của chính mình vậy. Sau hôm nay, chú sẽ phong ấn khả năng này của cháu để tương lai sau này không gặp chuyện bất trắc nữa. Và rồi một buổi sáng, ấm áp, đã đến kết thúc chuỗi giông bão trong lòng của mỗi người. Ánh nắng ấm như gột rửa tâm hồn chứa đầy phiền muộn. Cuộc sống của chúng tôi cũng trở lại như trước, mà không bị một thế lực tà ma nào quấy nhiễu. Tôi cũng xin nghỉ phép 2 ngày để mang cho cốt của chị Hương về với gia đình theo di nguyện cuối cùng và sự chỉ dẫn của ông Lâm. Dường như bố mẹ của chị ấy cũng cảm thấy hối cãi với những lỗi lầm mình gây ra với con gái. Đứa em trai của chị Hương cầm lấy tay tôi mà khóc nấc lên, luôn miệng nói cảm ơn. Áp đặt gánh nặng lên con cái, liệu có phải là cách? Có lẽ ở cuộc sống này vẫn còn những bố mẹ có tư tưởng như thế. Tôi lên xe nổ máy rồi chạy về thị trấn, trong lòng vẫn dâng lên niềm cảm xúc thương cảm. Rồi sớm mai này, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ tốt hơn. Những chuyện đã trải qua là cái nhìn thực tế nhất về cuộc đời ở cõi ta bà này. Tập truyện ký sự xóm trọ đến đây là hết. Chúc quý khán thính giả có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy ấn like cũng như đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.